Hoan à, cười đi, cười lên. Phải cười lên chứ, rạng rỡ lên. Nào, như vậy ha. Cười đi mà, cười lên. Một, hai, ba. Chuyện lấy lá sen để mà làm dù vậy? Hả? Ngày đầu tiên mà cô đến trường đó thì trời mưa mà. Em thấy cô lấy lá sen che đó. À, Seoul thì trong xanh. Lúc xuống xe buýt ở Yangpyeong lại có mưa. Xung quanh lại không có cửa hàng tiện lợi, chỉ có mỗi lá sen mà thôi. Cô thật là kỳ lạ đó. Thì thật ra thì ban đầu cô hái lá sen là bởi vì nó to. Buổi sáng cô cũng có sấy tóc nên sợ bị ướt. Lúc đó em cho mượn áo mưa vì thấy cô có vẻ tốt bụng. Cô cứ tưởng là em đổ cô về ngoại hình đó. Thì em nhường áo mưa sau đó đội mưa về mà. Đúng vậy, dạ đúng vậy. Nè, cùng đi đi. Cô có chắc là cô biết mọi thứ gì của ta không hả? Con qua lại với ai đi chăng nữa thì mẹ cũng mặc kệ con đi. Dù cô ấy có giết người đi chăng nữa thì con vẫn thích cô ấy. Bị bắt chưa chắc có tội, và thoát tội không có nghĩa là trong sạch đâu. Coi xong thì chị sẽ biết tại sao. Phải giải quyết ngay thôi. Làm đi mẹ. Mình thuê dọn dẹp hay là nhân viên tổng vụ đi chứ. Đi lên trên học bài đi. Mẹ có kêu con giúp đâu. Sao chúng ta phải khổ sở như vậy hả? Trong khi có thể thuê người làm chứ. Thuê người để làm cái gì? Về chi nó về cũng sa thải hết thôi. Mẹ điên sao? Tôi xin lỗi. Em thấy đất ở chỗ này mềm mại hơn nếu như so với đất ở những chỗ khác đó. Không cần làm đến như vậy đâu. Coi phim nhiều quá rồi. Kiểm tra coi có liên hệ giữa xúc giác và vị giác không thôi. Chỉ có chuyên gia mới phân biệt được nó mà thôi hả? Người mới như cô sao biết được chứ. Nè, đây là cách học hỏi đó. Nhưng mà ba của em không phải là người hay đi mua đất đâu. Vậy sao lại bắt cô mua đất? Có những lúc ba còn tự trộn đất nữa đó.
Ba của em muốn cô mua đất cho cô chứ không phải là mua đất cho ba của em. Ba của em hay dùng đất gì vậy? Ba dùng đất từ cả nước luôn. Có lúc thì ba lấy đất từ núi, có lúc thì ba lấy đất từ đồng ruộng, hoặc là đất gần bờ mương. Ồ, bởi vậy nên nó mới sần sùi. Ba thích những vật liệu có câu chuyện ẩn đằng sau. Chắc là cô phải đi săn đất thôi. Đi săn hả? Phải đi tìm đất mà. Đi săn đất. Đây là cái gì vậy? Cái này là để cảm ơn vì đã nuôi dưỡng Di Chi trong suốt thời gian qua. À, trời ơi, nóng quá. Con nhỏ hậu đậu này, phỏng rồi hả? Con nhỏ hậu đậu này. Cậu định kết hôn hả? Nhà bên đó chứ không chịu đâu. Hai người đã trưởng thành kết hôn với nhau mà. Đâu cần tới sự cho phép của gia đình chứ. Ừ. Phản đối cũng kết hôn hả? Ý của tôi là chúng tôi đã đủ lớn để tự mình quyết định. Vậy cậu đến đây để làm gì chứ? Cô phản đối cũng không sao, nhưng can thiệp thì tôi không thích. Đều là phận làm cha làm mẹ, cho nên tôi không để yên được. Tôi đã cho mẹ cậu một vài lực. Còn đưa tiền cho cô đi. Nếu như tôi nổi giận, lúc đó tôi sẽ dạy dò cô bằng tất cả những gì tôi có. Cô không cần phải lo lắng gì hết. Tôi sẽ tin tưởng cô. Nhớ giải quyết chuyện này đi ha. Tìm nhà tài trợ thôi vẫn chưa đủ đâu. Chúng ta đã mất danh tiếng trong nước rồi. Chỉ cần có thể loại cậu thì chúng tôi sẽ sống.